Thưa quý vị và các đồng chí, giải thưởng Hồ Hảo Hớn trao cho cá nhân, tập thể có sáng kiến, mô hình giải pháp mới được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Năm 2024, Ban Thường vụ Thành đoàn đã nhận được 46 hồ sơ đến từ 38 đơn vị. Qua xem xét và thẩm định đối chiếu với quy chế giải thưởng Hồ Hảo Hớn, Ban Thường vụ Thành đoàn quyết định trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 cho 12 mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu. Ban biên tập chương trình truyền hình thanh niên giới thiệu đến các đồng chí và các bạn một số mô hình đạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay. Giải pháp tủ sách di sản Hồ Chí Minh với thanh thiếu nhi do nhà xuất bản Trẻ thực hiện từ năm 1999 đến nay. Qua 25 năm thực hiện, nhà xuất bản Trẻ đã xuất bản được 60 tủ sách về các nội dung xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thành công của tủ sách 30 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ với những tác phẩm ban đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đời sống mới, những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, vừa đi đường vừa kể chuyện, nhà xuất bản Trẻ đã duy trì và đầu tư cho tủ sách qua việc liên hệ với nhiều tác giả uy tín viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh để có được bản thảo có chất lượng, sưu tầm tranh ảnh minh họa để thêm phần sinh động. Nhiều tác phẩm đã được viết độc quyền cho nhà xuất bản Trẻ, mang đến những góc nhìn đa dạng về cuộc đời, sự nghiệp của Bác đến với bạn đọc và đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố. Đồng thời, để tạo sự thuận tiện hướng đến nhiều đối tượng khác nhau, nhà xuất bản Trẻ cải tiến khổ in giấy và cho ra đời các tập sách được in theo kích cỡ hộ chiếu và được số hóa, xuất bản trọn bộ sách điện tử tủ sách di sản Hồ Chí Minh trên các nền tảng số. Tủ sách góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả của việc giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bổ sung nguồn tư liệu quý giá trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố. Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế do Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ và Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016. Qua 7 lần tổ chức đã thu hút hơn 700 đại biểu đến từ 135 trường đại học thuộc các quốc gia trong khu vực ASEAN cộng 3 như Campuchia, Indonesia, Lào, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. Mỗi năm, diễn đàn được tổ chức với các chủ đề khác nhau xoay quanh các nội dung phản ánh xu hướng nghiên cứu toàn cầu. Để thẩm định tính khoa học, khách quan và tính khả dụng của các bài tham luận gửi về diễn đàn, ban tổ chức đã mời hội đồng khoa học gồm các chuyên gia hàng đầu đến từ các trường đại học trong nước và quốc tế, giúp diễn đàn trở thành một kênh trao đổi kiến thức, thông tin hữu ích giữa sinh viên và các chuyên gia, nhà nghiên cứu, góp phần định hướng các chủ đề mà sinh viên quan tâm. Đối với em thì đây là một hành trình vô cùng là tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên em được tham dự một diễn đàn quốc tế và cảm xúc trong em là cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào khi mà được tham gia một cái chương trình được chuẩn bị rất là đầy đủ, rất tốt, cũng như là niềm tự hào khi được trở thành một trong những đại biểu chính thức đến từ Việt Nam và mang hình ảnh của sinh viên, không chỉ là sinh viên Việt Nam năng động tích cực mà còn là hình ảnh của sinh viên thành phố Bắc đến với bạn bè quốc tế. Khi mà tham gia thì tụi em được giao lưu học hỏi với nhau và khi mà giao lưu với các bạn quốc tế thì tụi em được tiếp cận thêm với nhiều các cái thông tin liên quan đến chuyển đổi số, các cái lĩnh vực thông tin mà tụi em trao đổi với nhau cũng như là các cái văn hóa từ các nước ạ. Ngoài các phiên báo cáo chính thức, các đại biểu tham gia diễn đàn còn được tham quan, trải nghiệm tại những địa điểm du lịch, di tích lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến bạn bè thế giới. Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành sân chơi đồng hành cùng các bạn sinh viên các nước về khoa học, là cơ hội để đoàn viên, thanh niên và sinh viên thành phố giao lưu, thể hiện kiến thức và kỹ năng của mình trong nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Trong quá trình thu gom, tập kết phế liệu dư ra sau quá trình sản xuất xe khách, xe buýt của đơn vị, Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Cơ khí ô tô An Lạc trực thuộc Đoàn Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tận dụng một số vật liệu để xây dựng các sân chơi cho học sinh tại các địa bàn còn khó khăn. Qua 6 năm triển khai, Đoàn viên Thanh niên Xí nghiệp Cơ khí ô tô An Lạc đã thực hiện 16 sân chơi và một không gian xanh tại các quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước và tỉnh Trà Vinh với tổng trị giá hơn 680 triệu đồng. Công trình không chỉ thể hiện tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo trong thiết kế, thực hiện các vật dụng trò chơi có mẫu mã đa dạng, khác biệt so với các vật dụng được sản xuất hàng loạt trên thị trường, đảm bảo an toàn và độ bền cho công trình. Đồng thời tận dụng các vật liệu sau quá trình sản xuất xe ô tô, sửa chữa xe ô tô, qua đó giúp tiết kiệm chi phí thực hiện, đồng thời tiết kiệm chi phí xử lý các vật liệu dư này.
Chương trình Ngày không tiền mặt do báo Tuổi Trẻ khởi xướng thực hiện từ năm 2019, được tổ chức hàng năm vào ngày 16 tháng 6, là một chuỗi các sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của chính phủ, các bộ ngành, các cấp chính quyền, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính và người dân trên khắp cả nước. Đã tổ chức được 4 ngày hội Ngày không tiền mặt và một lễ hội không tiền mặt, thu hút khoảng 50.000 người tham dự. Qua đó góp phần tác động đến chính sách không dùng tiền mặt, thúc đẩy thói quen thanh toán tiêu dùng không tiền mặt trong toàn xã hội, tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí của người dân trên cả nước. Liên tục trong 5 năm qua, chương trình đã tổ chức thành công, mang lại cho cộng đồng hàng loạt hoạt động cụ thể, hình thức và quy mô ngày càng lớn hơn, thu hút nhiều đối tượng đến tham gia, trong đó có đoàn viên, thanh niên thành phố. Thông qua giải pháp đã góp phần thực hiện chỉ tiêu 80% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử, vận động được hơn 4 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ với hơn 1.000 tin bài báo chí truyền hình, qua đó có tác động đến chính sách và thói quen không dùng tiền mặt trên cả nước. Từ năm 2019, tội phạm tín dụng đen trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến phức tạp. Với tinh thần xung kích tiên phong, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã triển khai thực hiện công trình Tuổi Trẻ Công an thành phố Hồ Chí Minh xung kích tham gia phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn thành phố. Những ngày đầu thực hiện, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự xây dựng và thực hiện các sản phẩm tuyên truyền cảnh báo về tín dụng đen, thành lập đội hình tuyên truyền tại công an 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền cho người dân về tín dụng đen. Thông qua quá trình tuyên truyền pháp luật của Tuổi Trẻ Công an thành phố, quần chúng nhân dân đã tích cực và chủ động hơn trong việc tố giác tội phạm. Nhờ vậy, lực lượng công an đã có mặt nhanh chóng xử lý triệt để các băng nhóm, các đối tượng phạm tội liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn thành phố. Năm 2024, sau hơn một tháng ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đã triệt phá 24 băng nhóm, 64 đối tượng hoạt động liên quan đến tín dụng đen với các thủ đoạn như khủng bố tinh thần người vay, người thân người vay. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Công an thành phố nhận thấy, không chỉ các sản phẩm quảng cáo liên quan tín dụng đen, mà các loại quảng cáo, rao vặt khác cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm hình sự. Chính vì vậy, xuyên suốt 4 năm qua, Đoàn Thanh niên Công an thành phố và Công an các địa phương đã tổ chức hơn 20.000 lượt ra quân, bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định và tham gia chỉnh trang mỹ quan đô thị. Với hơn 120.400 lượt đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia, 135.000 tờ bướm được gửi đến người dân, 898 tin bài phóng sự về tội phạm tín dụng đen được thực hiện. Đặc biệt là chuỗi bích họa chủ đề Việt Nam tươi đẹp bao gồm các bức bích họa với nội dung phong cảnh, biển đảo, quê hương đất nước do lực lượng đoàn viên thanh niên công an thành phố và các địa phương đơn vị phối hợp thực hiện sơn, vẽ trên các mảng tường sau khi bóc xóa quảng cáo sai quy định đã mang lại diện mạo mới cho nhiều bức tường tại thành phố Hồ Chí Minh. Tết đến, ai cũng háo hức, mong muốn được về đoàn tụ cùng gia đình sau một năm học tập, làm việc xa quê. Nhưng với nhiều người, vì điều kiện, việc về quê là một khó khăn và trở ngại lớn, đặc biệt là các bạn sinh viên và người lao động tự do. Hiểu được những khó khăn đó, năm 2002, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố khởi xướng và thực hiện chương trình hỗ trợ sinh viên mua vé tàu giảm giá, vé xe giá rẻ và tặng vé xe cho sinh viên về quê đón Tết. Đến năm 2013, đã được đầu tư phát triển và chính thức mang tên chương trình Chuyến xe mùa xuân. Những năm đầu, chuyến xe chỉ đưa sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về một số tỉnh miền Trung. Đến năm 2011, đã có thêm những chuyến xe về các tỉnh Tây Nguyên. Năm nay thì em học ở Sài Gòn thì cái thời gian về quê nó cũng rất là ít, chỉ có 1-2 lần thôi. Cho nên là rất là mong đợi đến Tết để mà được về quê. Cũng khá là ấm áp bởi vì đây toàn là những cái bạn sinh viên và những cái cô chú anh chị người lao động thôi. Có những cái người cùng quê với em Bình Định là thì khi mà đi cùng một chuyến xe như vậy thì em cảm thấy rất là kiểu ấm áp á. Và mọi người đều sau một năm vất vả làm việc, học tập rồi lại cùng nhau trên cái chuyến xe về quê ăn Tết. Thì nó là một cái niềm rất là hạnh phúc. Xung quanh mình còn có rất nhiều sự bao dung và sự tử tế, và đó cũng là một cái nguồn động lực để bản thân mình cố gắng phát triển để mà sau này có thể lan tỏa được nhiều thông điệp tốt đẹp hơn đến với mọi người. Qua hơn 20 năm thực hiện, chuyến xe mùa xuân đã đưa 60.397 sinh viên và người lao động khó khăn được về quê đón Tết với tổng kinh phí là 24 tỷ đồng. Những vé xe, vé tàu về quê đón Tết được chương trình dành tặng sinh viên không chỉ là phương tiện mà còn là món quà Tết đặc biệt, thể hiện thông điệp của tình thân ái, lan tỏa giá trị truyền thống về ước nguyện đoàn viên sum vầy của mỗi gia đình trong dịp Tết. Giải thưởng Hồ Hào Hứng được Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006, mang tên Liệt sĩ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, bí thư đầu tiên của khu đoàn Sài Gòn Gia Đình, nay là Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Qua 22 năm triển khai, giải thưởng đã vinh danh 164 tập thể, 44 cá nhân có mô hình giải pháp tiêu biểu.